Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, 1 tháng 2, 2017. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với một số tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2 là nhặt lá bồ đề với Tú Linh và sau cùng là buổi họp mặt mừng xuân 2017 của anh chị em SBTN North Carolina. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi một số bản tin trong ngày. Tổng thống Trump đề cử chánh án Neil Gorsuch vào tối cao pháp viện. Thẩm phán Neil Gorsuch được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào vị trí chánh án tối cao pháp viện. Tổng thống Trump công bố chọn lựa vào lúc 8 giờ tối giờ miền Đông hôm qua. 49 tuổi bảo thủ, ông Gorsuch được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm làm chánh án tòa phúc thẩm liên bang khu vực 10 ở Denver, tiểu bang Colorado từ năm 2006. Trước đó, ông từng làm lục sự tối cao pháp viện. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Gorsuch sẽ điền vào ghế lâu nay vẫn bỏ trống tại tối cao pháp viện sau khi chánh án Antonin Scalia qua đời vào năm ngoái. Cộng hòa từ chối xem xét ứng cử viên được Tổng thống Obama bổ nhiệm. Viện lý do vấn đề này phải do người tiền nhiệm chọn lựa. Ông Gorsuch sẽ là vị chánh án trẻ tuổi nhất kể từ khi Clarence Thomas tham gia tối cao pháp viện vào năm 1991, khi tuổi đời mới có 43. Ông Gorsuch, con trai của một cựu viên chức dưới thời Tổng thống Reagan. Ông là thẩm phán cho tòa kháng án quận số 10 ở Denver và được chỉ định bởi Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, George W. Bush. Ông Gorsuch tốt nghiệp tại Đại học Harvard cùng khóa với Tổng thống Barack Obama. Sự lựa chọn ông Gorsuch đã được toàn thể bên Cộng Hòa ủng hộ, nhưng bên Dân Chủ sẽ cương quyết chống lại. Lãnh đạo khối thiểu số của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã đưa ra chỉ dấu là đảng của ông sẽ đưa ra những chướng ngại thủ tục, đòi hỏi phải có 60 trong số 100 vị thượng nghị sĩ thuận thay vì thủ tục bình thường, chỉ cần đa số để thông qua. Trong khi đó, các nhóm cấp tiến cũng kêu gọi mọi cố gắng để bác bỏ thẩm phán Gorsuch. Chủ tịch Hạ viện binh vực sắc lệnh di dân của Tổng thống Trump. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan bênh vực lệnh di trú gây ra chia rẽ của Tổng thống, trong khi Phó Tổng thống Mike Pence cả quyết các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách lớn để thay đổi, làm cho nước Mỹ tốt hơn. Ông Ryan nói, Tổng thống có trách nhiệm đối với an ninh của đất nước này. Lời tuyên bố mới này đến sau khi ông đã đưa ra lời phát biểu. Thật là đáng tiếc, ngay sau khi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống ban hành ngày 27 tháng Giêng, theo đó sẽ tạm thời cấm công dân của 7 quốc gia có đa số tín Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Ông Ryan nói thêm, chúng ta cần phải bảo đảm an ninh cho nước Mỹ với những tiêu chuẩn kiểm soát cắt cao để bảo đảm sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta. Sắc lệnh di dân của Tổng thống Trump tiếp tục bị thách thức. 3 tiểu bang Massachusetts, New York và Virginia đã tham gia cuộc chiến pháp lý chống lại sắc lệnh di dân, mà Tòa Bạch Ốc thì khẳng định là cần thiết để cải thiện an ninh quốc gia. Các vụ kiện này lập luận là sắc lệnh này vi phạm điều khoản trong Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Massachusetts lập luận là giới hạn này đi ngược với điều khoản của tu chính án thứ nhất về dân quyền, cấm việc lựa chọn tôn giáo. Bộ trưởng Tư pháp Virginia nói là sắc lệnh di dân vi phạm các quyền hiến định và pháp định của các công dân tiểu bang. Trong khi đó, San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên nộp đơn kiện, một chỉ thị của ông Trump ngưng cấp trợ cấp liên bang cho những thành phố Hoa Kỳ áp dụng chính sách dung thân đối với di dân không có giấy tờ. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ hoãn cuộc bỏ phiếu dành cho đề cử viên Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ hôm thứ Ba tận dụng quy định của Thượng viện để dời cuộc bỏ phiếu dành cho đề cử viên Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sang thứ Tư. Ủy ban Tư pháp dự tính bỏ phiếu cho ông Sessions lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm nay. Chức vụ này thu hút sự chú ý sau khi ông Trump hôm thứ Ba sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp vì bà từ chối binh lực sắc lệnh của Tổng thống cấm công dân từ 7 quốc gia người Hồi giáo chiếm đa số nhập cảnh Hoa Kỳ. Sự thân thiết của ông Sessions với ông Trump khiến phía Dân Chủ lo ngại theo sau nhiều ngày tranh cãi về sắc lệnh di trú của ông Trump. Trong diễn văn khai mạc, ông Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley bên vực ông Sessions nói rằng ông ta không liên quan đến lệnh cấm gây tranh cãi. Thượng nghị sĩ Diane Feinstein cho hay ông Sessions là người nhiệt tình nhất, hăng say nhất trong quốc hội.
ủng hộ nghị trình của ông Trump và giữ vai trò quan trọng trong việc thi hành nghị trình đó. Vì thế, bà phải bỏ phiếu chống. Tổng thống Donald Trump gặp gỡ các nhà sản xuất dược phẩm, đề nghị giảm giá và tăng sản xuất tại Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ giám đốc điều hành của nhiều nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump kêu gọi ngành dược phẩm tăng sản xuất và giảm giá dược phẩm của họ, đồng thời cam kết đẩy nhanh thời gian chấp thuận của các loại thuốc mới. Ông Trump gặp gỡ giám đốc điều hành của các công ty Novartis AG, Merck & Company, Johnson & Johnson, Celgene Corporation, Eli Lilly & Company, Amgen cũng như lãnh đạo của tổ chức vận động hành lang của ngành, Hiệp hội của các nhà nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Hoa Kỳ, cổ phiếu của 5 trong số 6 công ty dược phẩm tại cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với ông Trump tăng hơn 1%, theo sau phát biểu của Tổng thống. Ông Trump nói với các nhà sản xuất dược phẩm rằng giá thuốc hiện nay đang ở trên trời. Trong cuộc họp, viện dẫn vào các chương trình bảo hiểm của chính phủ dành cho người lớn tuổi, người nghèo và người khuyết tật là người mua thuốc lớn nhất Hoa Kỳ. Ông Trump nói rằng, chúng ta phải hạ giá thuốc xuống vì rất nhiều lý do. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cho chương trình Medicare và Medicaid. Quân đội cho phép đường ống dẫn Dakota đi qua. Binh chủng công binh Hoa Kỳ đã giảm an toàn cần thiết để hoàn tất đường ống dẫn tiếp Dakota Access Pipeline. Thượng nghị sĩ John Hoeven của tiểu bang North Carolina tuyên bố hôm qua, quân đội Hoa Kỳ đã bị ra lệnh cho phép việc xây dựng chặn cuối của đường ống dẫn dầu gây nhiều tranh cãi. Thượng nghị sĩ Hoeven nói là binh chủng công binh đã được lệnh cho phép việc đào dưới hồ Ohi, một hồ chứa nước của sông Missouri. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin thế giới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu gọi chính quyền Trump là mối đe dọa. Trong bức thư gửi các lãnh đạo EU ngày 31 tháng Giêng, trước thềm kỳ họp thượng đỉnh ở Malta, ông Tusk cho hay EU phải đoàn kết và tận dụng chủ nghĩa biệt lập mà ông Trump theo đuổi để đẩy mạnh thương mại với những quốc gia khác. Chủ tịch Tusk cho biết EU đối diện với 3 mối đe dọa. Mối đe dọa đầu tiên là từ bên ngoài có liên quan đến tình hình địa chính trị mới ở thế giới và khắp châu Âu. Trong tình hình địa chính trị mới, ông Tusk nhắc đến Trung Quốc, Nga và chính quyền tân Tổng thống Trump với những chính sách khó dự đoán. Mối đe dọa thứ hai là sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc, bài EU trong nội bộ liên minh. Và mối đe dọa thứ ba là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Các lãnh đạo EU sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư, tương lai EU hậu Brexit tại kỳ họp thượng đỉnh ở Malta vào ngày 27 tháng Giêng. Xin cảm ơn quý vị. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, nhà Việt Nam trân trọng thông báo. Các lớp khai giảng trong năm 2017 tại 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Lớp guitar và trống từ 1:30 đến 2:30 trưa Chủ nhật. Học phí 70 Mỹ Kim cho năm Chủ nhật. Lớp Thái cực đạo, học viên từ 8 tuổi trở lên, giờ học từ 6:00 đến 7:30 chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, học phí 30 Mỹ Kim mỗi tháng. Lớp toán và anh văn từ lớp 1 đến lớp 8, giờ học 6:00 đến 7:30 chiều, học phí 60 Mỹ Kim mỗi tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc nhà Việt Nam htd@gmail.com 240-688-2024 240-401-8698 703-622-2507. Thông báo Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa Miền Đông Hoa Kỳ xin thông báo đêm trùng dương hội ngộ, dạ tiệc của Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa Miền Đông Hoa Kỳ. Đêm trùng dương hội ngộ sẽ được tổ chức vào lúc 6:30 chiều ngày 8 tháng 4, 2017 tại nhà hàng Harvest Moon Fortress, Virginia. Phần văn nghệ với ca sĩ Cát Linh, Trung tâm Asia và các ca sĩ địa phương. Hội trưởng Nguyễn Văn Thành trân trọng kính mời, xin liên lạc 703-473-8068. Thông báo SBTN Washington DC kính mời quý vị đón xem chương trình Good Morning DC vào lúc 9:30 sáng thứ Hai đến thứ Sáu mỗi tuần. Mọi liên lạc xin gọi Võ Thành Nhân 301-257-8496.
Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CEDIA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Loraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất, do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Loraco. Một lần nữa, ghế massage Loraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Loraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Loraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida xin kính chào quý cô bác anh chị. Nhằm phục vụ quý đồng hương để có một cây mai chân trong ngày Tết hoặc khai trương đại lý, vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp tất cả các giống cây ăn trái và cây kiểng bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng đón mừng xuân mới. Giá cả phải chăng, chỉ trên 30 đồng quý khách có một cây mai chân trong ngày Tết. Xin quý khách vui lòng gọi số 941-301-9251, 941-301-9251 hoặc vào trang nhà www.maivangflorida.com. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ong, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã.